Mới đây tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Phan Tử Lượng, Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Đây là một trong những quyết định sau một thời gian Tổng Công ty thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao, trong đó đã được kiện toàn đầy đủ kể cả bộ máy cao nhất là Hội đồng Thành viên và bộ máy điều hành Ban Tổng Giám đốc. Phát biểu tại buổi công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên bà Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định, quyết định bổ nhiệm lần này đối với ông Phan Tử Lượng là sự ghi nhận cả một quá trình phấn đấu, công hiến của cá nhân ông Lượng đối với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nói chung, cũng như các đơn vị mà ông Lượng đã từng công tác. Trong thời gian tới, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ còn những thách thức cần phải hoàn thiện, đảm bảo các chỉ tiêu của Tổng Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đây là nhiệm vụ nằm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Tổng Công ty giai đoạn 2021-2026. Vì vậy, trong thời gian tới, ông Phan Tử Lượng cần phát huy tinh thần và quyết tâm cao nhất trong lĩnh vực sẽ được phân công đảm nhiệm, quyết tâm đưa Tổng Công ty trở thành doanh nghiệp số, từ đó nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống thu nhập cho cán bộ công nhân viên, cải thiện các chỉ số tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, cùng tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên đưa Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trở thành Tổng Công ty đứng đầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam.